Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Trúc HCG. Thì rất là vui mừng khi hôm nay Cường lại tiếp tục được chia sẻ về cách mà chúng ta đọc hiểu một cái bộ hồ sơ bản vẽ nhà vườn máy Nhật cho nhà anh Nguyễn Văn Hữu có địa chỉ tại thôn Bắc Bình, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang như quý vị các bạn nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay thì là Cường xin phép là sẽ chia sẻ cho 8 cái chủ đề cho anh, để cho anh và thợ có thể là đọc hiểu cái bộ hồ sơ của nhà mình cũng như là quản lý cái công trình của nhà mình nó tốt hơn. Thì đây là một bộ hồ sơ bản vẽ mà mình đã gửi về cho anh, thì có đầy đủ 4 phần: kiến trúc, kết cấu, điện nước như quý vị các bạn nhé. Và cái video này thì bạn nào mà đang xem thì các bạn cũng có thể là áp dụng được vào trong cái công trình của nhà mình, để cho chúng ta là có được cái công trình nó đẹp nhất, tốt nhất và nó chất lượng nhất. Thì đấy là những cái mong muốn của Cường. Công ty của mình thì mình xin giới thiệu cho quý bạn trước, mình tên là Hà Xuân Cường. Công ty của mình là công ty cổ phần Kiến Trúc HCG. Bên mình là chuyên tư vấn thiết kế và thi công trọn gói tất cả các công trình ở trên toàn quốc nhé quý vị bạn nhé. Đây là bộ hồ sơ mình làm, đó chính là cái công trình nhà vườn. Bên mình thì chuyên là tư vấn thiết kế nhà ở dân dụng, tất cả những cái ngôi nhà tầng cho đến nhà vườn, biệt thự, lâu đài thì là mình đều tư vấn rất kỹ, và mình vẽ ra những bộ hồ sơ, và mình còn làm những cái video hướng dẫn như này cho các bạn nữa. Thì trước khi đi vào cái video ngày hôm nay thì là Cường xin phép là gửi tới anh Nguyễn Văn Hữu cũng như toàn thể gia đình nhà anh và cái anh chị cũng như tất cả mọi người trong gia đình là lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc anh chị trong năm tới mới cũng như là tới đây có cái công trình nó đẹp, nó tốt, nó chất lượng, và chúng ta là từ khi mà vào nhà mới thì là cái cuộc sống chúng ta càng ngày càng tốt hơn và làm ăn phát đạt, phát tài. Thì đấy là những cái mà điều mà Cường rất là mong muốn để đến cho các cái chủ đầu tư. Đó, thì hôm nay thì Cường xin phép là làm cái video này gửi cho anh và thợ của anh. Video được chia thành 8 phần. Phần đầu ấy, thì là mình xin gửi lời cảm ơn đến anh. Phần 2 thì mình sẽ giới thiệu về cái mẫu nhà lần này. Và phần 3 thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là một bản vẽ về này thì sẽ bao gồm những gì. Phần 4 thì chúng ta sẽ cùng nhau là tìm hiểu về cái bản vẽ mặt bằng. Và phần 5 thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bản vẽ mặt đứng, tức là các mặt đứng công trình này. Và phần thứ 6 là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cái mặt cắt ngang qua công trình. Đó. Và phần số 7 thì chúng ta sẽ cùng nhau là xem về cái cách xem làm sao cho nó đúng. Và phần số 8 thì chúng ta có những cái lưu ý gì trong quá trình mà chúng ta xây dựng thì chúng ta cũng cần phải chia sẻ cho nhau. Đấy là những cái mà nội dung chính trong cái video ngày hôm nay. Đó, thì bạn nào mà lần đầu tiên đến với kênh thì là Cường xin mời quý vị các bạn là hãy nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào chuông, để mỗi khi mà Cường xuất bản video thì quý vị các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất đấy quý vị bạn nhé. Bây giờ thì Cường xin phép là bắt đầu đi vào cái chủ đề đầu tiên. Đầu tiên thì mình xin phép là giới thiệu cho quý vị các bạn về mẫu nhà lần này, để cho chúng ta là hiểu trước. Đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu hết về cái công trình, sau đó thì chúng ta mới đi nó vào cái đọc, thì chúng ta mới có thể là làm cái công trình của mình nó tốt được nhé quý vị bạn nhé. Đấy là đầu tiên thì chúng ta phải cùng nhau tìm hiểu đã. Bây giờ thì Cường xin phép bắt đầu. Trên màn hình quý vị các bạn đang xem đây, đó chính là cái phối cảnh của công trình. Cái phối cảnh của công trình lần này ấy, thì là bên mình đang thiết kế công trình lần này là có cái công năng là bao gồm có 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Đó, và có cả phòng vệ sinh. Đó thì trước khi mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái hình thức của công trình. Thì đây là hình thức của công trình quý vị các bạn nhé. Thì bên mình đang làm cái lối lên đây là 5 bậc. Thì 5 bậc này nó sẽ làm cho công trình của mình nó nhấn hơn, nó cao hơn. Và toàn bộ bên dưới này thì là anh Hữu có thể là ốp đá. Thì chúng ta có thể là có rất là nhiều các loại đá ốp ở trên tường này. Đó thì chúng ta có thể ốp những cái đá giả đá hay là những cái đá dối để chúng ta ốp vào trên tường này, hay là chúng ta gồm ốp đá tự nhiên. Đó thì chúng ta ốp những cái màu sẫm ở dưới đây thì nó làm cho cái công trình của chúng ta sẽ chắc hơn. Và tiếp theo khi mà lối lên chúng ta làm 3 bậc thì chúng ta có thể là ốp đá granite cho quý vị các bạn nhé. Đó, và toàn bộ các cái hệ thức của cột và phần mái này thì là bên mình đang sử dụng chủ yếu đây là cái ngói FUSHI này. Đó, và cái ở đoạn này là bên mình đang làm phẳng thì là nó sẽ cái dầm nó sẽ phải lộn lên bên trên nhé các bạn nhé. Đó, và các cái cột này nó rất là to, nó sẽ làm cho cái công trình của mình nó sang trọng hơn. Điểm nhấn ở đây đó chính là các cái đầu cột này, những cái đầu cột và những cái dải sơn màu, sơn màu đậm, để làm sao để làm cho cái công trình của mình nó thanh thoát và nó không bị rối mắt. Đấy là những cái bộ hồ sơ thiết kế thì bao giờ nó sẽ đẹp hơn là khi mà chúng ta tự làm nhé các bạn nhé. Đầu tiên thì nó đẹp về cái tỷ lệ. Đó, tỷ lệ về chiều cao của phần mái này này thì tẹo nữa mình sẽ chia sẻ trên bản vẽ. Tỷ lệ về chiều cao của cái mái sảnh trước này, mái cao nhất này, và tỷ lệ về khoảng không ô cửa. Đó, tất cả những khoảng không ô cửa này đều được mình tính toán làm sao cho nó phù hợp với lại cái kích thước cũng như là nó phù hợp với lại cái lọt sáng trong phong thủy. Thì đối với kiến trúc HCG là điều quan trọng nhất thì mình đều quan tâm đến, ngoài về hình thức kiến trúc ra thì mình còn quan tâm đến rất nhiều về cái vấn đề về phong thủy cho các bạn nhé. Và tiếp theo thì là toàn bộ các cái dải mái này thì là bên mình đang sử dụng, đó là mình sẽ làm những cái đèn LED trang trí, khoảng cách nó rơi khoảng 1m2. Đó, thì nó sẽ làm cho công trình khi một buổi tối chúng ta bật lên ánh sáng kết hợp với lại những cái màu vàng chiếu vào màu trắng tạo vào và cái màu ghi này, nó sẽ làm nổi toàn bộ cái công trình của mình lên. Đó, ban ngày thì nó sẽ đẹp một cách là thanh lịch, còn ban đêm thì nó lung linh nha quý vị các bạn nhé. Đấy là về cái hình thức của công trình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là các cái phối cảnh về phần góc để cho các bác thợ là sẽ dễ hình dung. Toàn bộ phần dưới này lúc nãy Cường đã chia sẻ rồi là chúng ta nên ốp đá. Ốp đá nó sẽ có những cái công dụng là sẽ giúp cho các cái công trình của chúng ta nó sẽ không bao giờ là bị mốc hay là chúng ta tưới cây, nó sẽ đảm bảo cho bền vững cho công trình của chúng ta. Đấy ạ, đấy là về cái công trình. Ở đây các tỷ lệ cột thì đều mình được tính toán rất là đẹp. Và tiếp theo đây là cái phối cảnh góc nhìn từ bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Mà cũng dưới góc phải màn hình có nút đăng ký, các bạn hãy giúp mình nhấn vào nút đăng ký ấy, để là mỗi khi mà mình xuất bản video thì chú ý các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất nhé các bạn nhé. Đối với lại cái phần ở bên hông, bên mình cũng sẽ render ra, tức là khi mà bên mình làm một công trình thì bên mình sẽ render ra rất nhiều góc để cho quý vị các bạn là dễ hình dung, dễ tưởng tượng và biết được cái công trình của mình. Đây là một trong những lối phụ để chúng ta vào bếp nhé các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cũng bên hông này, đây là phần bên hông này. Đó, và đây cũng là một phần ở bên hông, bên hông nhà. Đấy, và đây chính là cái công năng của công trình. Thì cái công năng của công trình lần này ấy, nó có cái tổng diện tích xây dựng của công trình là bằng diện tích sử dụng toàn bộ này là bằng 145m². Đó, thế nếu mà chúng ta có cả sảnh là 150m². Đó, và cái phần mái mà nhô ra ấy là có cái tổng diện tích đây này. Cái phần mái mà nhô ra là nó sẽ có cái tổng diện tích le cái phần mái ra thì tổng tích 185m². Thì nhiều khi là mỗi một địa phương chúng ta sẽ có cái cách của chúng ta tính toán cái phần mái này là khác nhau. Thì thường thường các thợ xây thì sẽ tính theo cái giọt ranh của cái mái. Đấy, thế còn là bình thường thì là nếu mà bao nhô ra cái mái này nhô ra bao nhiêu thì chúng ta sẽ tính bằng 75%. Thì đấy là tùy từng địa phương mà chúng ta sẽ có cái cách tính cái phần le của cái mái này ra nó khác nhau nha quý vị các bạn nhé. Còn về công năng của công trình thì đây chính là cái khu vực sảnh chính này, đây lối lên ốp đá granite 5 bậc này, và chúng ta sẽ có cái phần sảnh ở đây rất là rộng thì các anh Hữu và toàn thể gia đình có thể là ốp cái viên gạch nhấn vào đây, nó rất là đẹp. Cái viên gạch đấy thì giá trung bình nó rơi khoảng 1,8 triệu cho đến 6 triệu. Đấy là 6 triệu là giá khá, còn giá tốt thì nó rơi khoảng 15-20 triệu một viên. Đấy, và vào sau này thì đối diện với lại cái khu vực phòng chính này, đó chính là cái khu vực gian thờ. Thì là bên mình đang nhấn cái khu vực gian thờ này lên nằm ở giữa, và nó nằm ở giữa cái trung cung của công trình. Đó thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là tùy vào cái tổng quan và cái diện tích sử dụng và cái nhu cầu và cái mong muốn của mỗi gia chủ thì chúng ta sẽ có được cái cách mà chúng ta bố trí cái công trình của chúng ta nó khác nhau nhé các bạn nhé. Đó, xung quanh chúng ta sẽ đi là một lối hành lang. Đây là cái phòng ngủ 01, là Cường gọi là phòng ngủ 01 thì có phòng vệ sinh riêng. Phòng ngủ 02 cũng có vệ sinh riêng và có cửa sổ ở hai bên hông. Phòng ngủ 03 cũng có vệ sinh riêng và có cửa sổ ở hai bên hông và đằng sau. Đó, và phòng ngủ 03 này là phòng ngủ master thì là bên mình bố trí thêm đây, đó là một cái vệ sinh. Và chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là một cái phòng ngủ nữa. Thì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều nhau về cái vấn đề là chúng ta làm phòng ngủ sau phòng thờ. Đó, thì Cường xin phép được chia sẻ về cái quan điểm cũng như là cái luận điểm chung. Đó, đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu về cái môi trường sống của chúng ta và cái nhu cầu của chúng ta. Đó, và cái giải pháp về phong thủy. Đó, nếu phòng thờ ở trung cung thì nó rất tốt rồi, nhưng mà cái đoạn mà chúng ta nếu mà phòng thờ mà nó sát với tường, đó, sát với tường ở trong phòng ngủ thì điều đấy là điều không tốt, thì bên mình đã xử lý bằng cách là sử dụng hành lang nhé các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có ở đây, tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có là đó là cái không gian của cái khu vực mà phòng vệ sinh. Đó, ở đây là chúng ta rửa tay, chúng ta rửa ra ngoài. Và chúng ta sẽ kết nối giữa cái không gian, đây là cái không gian phòng khách này, rất là rộng rãi này. Là gia đình và đông người nhé. Cường xin phép chia sẻ các bạn thì không gian này quá hợp lý luôn. Thì chúng ta là sẽ ngồi được khoảng tầm 1 mâm, 2 mâm, 3 mâm, 4 mâm ở trong khu vực phòng khách này. Và chúng ta sẽ có thêm được 5 mâm, 6 mâm, 7 mâm ở cái khu vực phòng bếp này. Đó. Một điều lưu ý thì chúng ta có thể là bố trí bếp là tránh tựa vào bàn thờ, nhưng mà riêng cái chậu rửa thì chúng ta tựa bàn thờ là ok nhé các bạn nhé. Thế còn bếp chúng ta nên đặt ở vị trí này. Thì đấy là tổng quan về cái công năng của cái công trình của nhà anh Hữu thì Cường đã vừa chia sẻ cho các bạn rồi, để cho các bạn là nắm bắt được. Còn là chúng ta sẽ có tiếp theo ấy, thì chúng ta cần phải biết về cái kích thước của công trình. Thì trong cái phần về hướng dẫn đọc mặt bằng thì là Cường xin phép và sẽ chia sẻ nó rất sâu cho các bạn. Các bạn có thể là xem về cái hình thức trước. Đó. Khi mà chúng ta xem cái hình thức này là chúng ta đã biết được rằng là cái công trình này của chúng ta nó làm như thế nào, chúng ta sơn màu gì, bên mình phải phối màu và bên mình phải sơn ra rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều lần để gửi cho anh Hữu cũng như là các bạn, để khi mà chúng ta sơn và xây dựng cái công trình của chúng ta ấy, là nó khi sơn xong nó đúng như cái màu mà ở trên cái phối cảnh mà bên mình gửi ra, gửi cho anh. Đây cái phối cảnh này là màu chính xác 100% này, là cái giấy, là giấy ảnh. Còn giấy kia vừa rồi là mình sử dụng đó là cái giấy in để làm việc. Đó, còn cái ảnh mà mình sẽ gửi về cho anh là cái ảnh mà khi gen ra nó như thế này, và khi nó hoàn thiện xong công trình nó như vậy nhé các bạn nhé. Các bạn thấy là bên mình làm rất nhiều những mẫu nhà rất là đẹp. Đó, thì vừa rồi Cường đã chia sẻ về cho các bạn về mẫu nhà 4 phòng ngủ diện tích 140m² rồi. Còn bây giờ thì Cường xin phép là sẽ chia sẻ cho các bạn biết về một bộ sơ bản vẽ nó bao gồm những gì. Đó, để làm gì ạ? Để khi mà chúng ta làm công trình, chúng ta hiểu về công trình rồi thì chúng ta cần phải biết được rằng là hồ sơ nó có những gì đã, sau đó thì chúng ta đọc nó như thế nào và chúng ta xem ra sao. Thì đấy là cái cách mà chúng ta xem một bộ hồ sơ bản vẽ nhà vườn nha quý vị các bạn nhé. Bạn nào đang xem thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Cường. Cường xin cảm ơn các bạn rất nhiều về điều đó. Vừa rồi thì Cường đã chia sẻ về mẫu nhà rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là một bộ hồ sơ bản vẽ thì nó bao gồm những gì. Nó có tất cả những cái phần. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến là các cái phần liên quan đến 3D để cho chúng ta là dễ hình dung đẹp. Một cái công trình đẹp thì là ngoài về cái hình thức này ra, nó giống như là chúng ta là những con người của chúng ta ấy, các bạn ạ. Nếu mà chúng ta mặc một bộ quần áo đẹp thì chúng ta rất là đẹp trai và phong độ. Thì đấy là giống như là chúng ta mặc bộ quần áo. Thế còn là về cái không gian bên trong, tức là cái không gian sử dụng, nó giống như những cái trái tim của chúng ta. Đó, bếp ăn nó giống như trái tim, hay là cái khu vực phòng khách này nó giống như lá phổi này, và các cái phòng khác thì Cường cứ chia sẻ nó chung chung để cho quý vị các bạn dễ hiểu, nó như là tim gan mật của chúng ta. Tất cả những cái công năng của chúng ta nó phải tốt, giống như là trái tim của chúng ta tốt thì cái công trình nó mới tốt được. Thì đấy là cái điều đầu tiên mà Cường quan tâm đến của cái công trình, thì đấy là cái không gian nội thất bên trong, và cũng như là cái không gian về cái công năng. Đấy là các cái phần bản vẽ liên quan đến phần kỹ thuật. Còn để làm sao để may đo ra được cái áo nó đẹp thì đương nhiên là phải có cái bản vẽ rồi nhé các bạn nhé. Thì đấy là nó sẽ liên quan đến cái phần gọi là phần kiến trúc. Thì trên cái phần kiến trúc này bên mình sẽ có cái phần hướng dẫn để chúng ta đọc được cái bản vẽ này, và có cả thêm những video như thế này nữa cho các bạn. Đây là đối với công ty của mình ấy, thì đây là một trong những công ty của mình là công ty tiên phong trong quá trình mà ngoài bản vẽ 2D có 3D ra, thì là bên mình còn là đơn vị tiên phong trong quá trình mà đọc, hiểu, hướng dẫn bản vẽ trực tiếp một cái công trình nào đó cho các bạn. Để công trình của nhà anh Hữu này thì là mình sẽ trực tiếp làm nhà anh Hữu để gửi cho anh Hữu và gửi cho thợ anh Hữu. Thì đấy là cái mà bên mình đang có được cho mỗi một gia chủ, để gia chủ có thể là áp dụng được vào. Đó, thì video của Cường sẽ rất là dài nên các bạn có thể là xem từng phần các bạn nhé. Thì trên một cái bộ hồ sơ bản vẽ nó sẽ bao gồm 4 phần. Một là phần kiến trúc, kết cấu, đến nước. Thì trên cái phần kiến trúc này chúng ta sẽ có rất là nhiều các bản vẽ để thực thi được cái công trình của chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cái bản mặt bằng, hai chúng ta sẽ có những bản mặt đứng, các bản mặt cắt, các bản liên quan đến lát nền, các cái chi tiết ví dụ như chi tiết sảnh, chi tiết cột, ví dụ như đây chi tiết cột này, KT14 này. Các chi tiết vệ sinh, chi tiết bếp, hay là những cái thống kê về phần cửa, thì đấy là chi tiết cổng. Tất cả những cái chi tiết để chúng ta hoàn thiện một công trình thì đó gọi là bản vẽ phần kiến trúc. Ví dụ như chúng ta muốn dở bản vẽ là ra để chúng ta làm cái cột, chúng ta sẽ xem ở trên 3D này nhé các bạn nhé. Đây, Cường xin phép là sẽ dở cái 3D này ra để cho các bạn là dễ hình dung. Ví dụ đây là cái chi tiết cột này thì chúng ta sẽ dở cái bản vẽ chi tiết cột 1 trong KT14 này để chúng ta sẽ dở. Thì trên nó bộ hồ sơ nó ở phía dưới này này, nó có chữ KT00. Đó thì lấy là cái phần ghi chú chung. Đó, và trên bản khung tên ấy, thì các bạn sẽ thấy được rằng là có tên chủ đầu tư này, có tên công ty này, có dấu đỏ này. Các cái bộ hồ sơ của bên mình là bộ hồ sơ gốc ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ có cái dấu đỏ và có cái chữ ký của Cường các bạn nhé. Thì đây, chữ ký của Cường các bạn biết rồi, Cường không chia sẻ nhiều. Nhưng mà bao giờ ấy, thì nó cũng có cái chữ ký của Cường vào đây và tên công ty. Các bạn lên trên mạng các bạn search cho công ty cổ phần Kiến Trúc HCG là sẽ ra Cường ngay nhé các bạn nhé. Đó, và chúng ta sẽ dở cái bản vẽ KT14 ra để chúng ta làm cái cột đấy đi ạ. Ok, bây giờ thì Cường dở ra. Thì các bạn có thể thấy được không ạ? Thì trên cái này thì chúng ta cũng có ngay cái chi tiết cái 3D của cái cột này. Chúng ta có cái mặt cắt của cái cột này. Đây là phần đế của cái cột này. Và chúng ta cũng có các cái chi tiết của cái cột này. Cái cột này đang rộng là 600 nhé các bạn nhé. Để một cái công trình đẹp ấy, thì không những cái chi tiết nó phải đẹp mà phải nói đến ở đây. Đó là tổng quan nó đẹp, chi tiết nó đẹp, mọi thứ nó chuẩn thì công trình nó mới đẹp được. Chứ nếu không thì không thể đẹp được đâu nhé các bạn nhé. Đó, và phải nói nữa, một điều nữa là cần phải cảm ơn các bác thợ khi mà tỉ mỉ, cẩn thận làm theo bộ hồ sơ bản vẽ. Thì đấy là cái công lớn nhất nữa là phải công của bác thợ. Nếu mà bác thợ mà làm không tốt ấy, thì cái công trình nó sẽ không thể đẹp được. Thì đấy là cần đến những con người may đo nhé các bạn nhé. Thì còn Cường là thiết kế, là Cường đã thiết kế ra rồi. Đó, nó đã đẹp như này rồi thì cần thêm nữa một người thực hiện được nó nữa, đấy là mới là người quan trọng nhé các bạn nhé. Đấy là những cái bác thợ, cho nên tại sao Cường phải làm những video như này để cho các bác thợ là xem, các bác thợ hiểu và các bác thợ biết được. Hai nữa là những cái phần bản vẽ và phần cửa thì tẹo nữa Cường xin phép chia sẻ cho các bạn. Đó, tất cả nó rất là chi tiết. Và chúng ta sẽ đến ở đây, đó chính là các cái phần bản vẽ liên quan đến cái phần kết cấu của một cái công trình. Kết cấu công trình thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái phần bản vẽ khác nhau. Ở những cái phần bản vẽ về cái cột đó, các phần bản vẽ về phần cột này, hay là chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là những cái phần sắt móng của cái công trình của chúng ta. Để chúng ta làm được thì chúng ta cần phải có cái phần bản vẽ này để chúng ta đọc và chúng ta hiểu được. Thì video sau Cường xin phép đã chia sẻ sâu hơn cho các bạn nhé, để cho anh Hữu cũng như là thợ có thể đọc và hiểu được. Và chúng ta cần phải có cái sự tính toán về sắt thép. Đấy là một trong những cái mà rất quan trọng để chúng ta làm được một cái công trình. Đó, thì đây là cái phần sắt thép, của số lượng sắt thép như thế nào, chiều dài đây, có chiều dài số kg chúng ta chia cho 11,7 ra số cây. Hay nữa là chúng ta sẽ có thêm ở đây, đó chính là các cái phần bản vẽ về phần điện. Đó, bố trí đường điện bao nhiêu, chiều cao như thế nào, làm như thế nào, thì đấy là phần địa cơ bản. Đấy là về cái phần bản vẽ hồ sơ thì bao gồm những gì thì Cường đã chia sẻ cho các bạn rồi. Đã bạn nào đang xem đến phút thứ 17 rồi, Cường xin mời các bạn là hãy nhấn nút đăng ký để chúng ta sẽ tiếp tục đi xem những cái video, những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ về sau. Mà hôm nay thì là Cường đã có cái chuyến công tác ở Thái Nguyên với lại 5 công trình liền. Tất cả công trình đều là nhà tầng, và những cái nhà tầng thì đều là 300m2 đến 400m2, rất là rộng các bạn nhé. Đấy, và Cường cũng đã gặp những chủ đầu tư cũ mà mình đã làm nhà, thì chủ đầu tư cũng đưa ra thêm những cái góp ý về những cái phần liên quan đến các bác thợ, là các bác ấy sẽ làm như thế nào, và các bác ấy xem bản vẽ thì các bác ấy sẽ xử lý nó ra sao. Đấy, và những cái mẹo để chúng ta có cái công trình đẹp thì Cường cũng xin phép là sẽ chia sẻ cho các bạn ở trong cái video này. Đó, thế nên là các bạn là hãy nhấn nút đăng ký và xem hết. Thì còn Cường ấy, Cường chia sẻ thật với các bạn là khi mà video của Cường mà Cường chia sẻ nó vừa rõ vừa chi tiết nhưng mà đôi khi nó rất là lâu. Đấy, thì là nên các bạn sẽ thường là rất ít khi các bạn xem được. Đó, thì nên là các bạn nào mà đã xem được rồi ấy, thì các bạn sẽ rất là thích. Và nếu mà các bạn mà đã thích thì các bạn hãy nhấn nút chia sẻ cho Cường các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cường xin phép là đi vào cái phần tiếp theo, đó là cái phần 4, đúng không ạ? Cách xem bản vẽ mặt bằng để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái mặt bằng của công trình lần này. Ok, bây giờ thì Cường xin phép bắt đầu. Bây giờ Cường xin phép chia sẻ cho các bạn về cách xem bản vẽ mặt bằng. Thì trên cái này chúng ta có rất là nhiều mặt bằng. Đầu tiên chúng ta phải nói đến cái mặt bằng chi tiết KT01. Ok, Cường xin phép là bỏ cái mặt bằng KT01 này ra. Thì trên cái mặt bằng KT01 này chúng ta có những cái kích thước cơ bản sau đây. Đầu tiên ấy, thì chúng ta cần phải hiểu về lý thuyết về mặt bằng ấy. Mặt bằng là nó sẽ thể hiện là cái quá trình mà chúng ta thể hiện cái mặt cắt ngang cái cửa sổ của công trình. Đây là cái công trình của chúng ta này, cắt ngang qua cửa sổ này. Đó, và hình chiếu nhìn từ trên xuống thì trong cái mặt bằng này nó sẽ có cái cửa này, nó có cái kích thước cửa từ đến đây này, có cái cột này, nó có cái cửa này này, nó có cái cột này này, nó có cái bậc tam cấp này. Đó, tất cả những cái đấy. Đó không ạ? Nhìn từ trên xuống nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ bỏ cái phần này đi và chúng ta lấy từ phần này xuống. Đó, thì trên cái bản vẽ mặt bằng này đấy, thì chúng ta sẽ có thể thấy được rằng là có những cái kích thước liên quan đến các cái phần đim. Đó, và những cái kích thước đim lòng, đim phủ bì, đim trong, đim tường bên ngoài, đim cửa sổ, vân vân. Đó, thì chúng ta sẽ có những kích thước đấy. Các bạn sẽ hiểu như vậy là chúng ta sẽ nắm được rồi. Thì trên cái bản này là cái bản KT01 nhé các bạn nhé. Các bạn có thể thấy được rằng là sẽ có những cái hàng kích thước ở bên trong. Thì chúng ta nói về hàng kích thước bên trong trước. Ví dụ như từ tường này là tường 250, từ tường này đến cái tường 10 này là 3770, cái hành lang này là 1100, 100, 1980, và từ cái mép của cái khu vực phòng thờ này ra đến cái tường này là 4280. Thì đấy là cái kích thước đi bên trong. Hay là các cái kích thước cửa này, ví dụ như cửa này từ đến đây là 930, từ đến đây là 21, từ đến đây là 930, thì đấy là gọi là kích thước chung hay là kích thước ở trong lòng sử dụng. Đó, kích thước phòng ăn. Và trên này chúng ta sẽ có được ở đây đó chính là cái phòng khách là 33,2 này, hay phòng bếp là 17,4 này, hay phòng ngủ là bằng 11,4 này, phòng thờ là bằng 6,5. Tất cả những cái này thì chúng ta gọi đấy là cái diện tích mà chúng ta ghi vào đây để chúng ta biết được công trình. Đó, và chúng ta sẽ có cái bậc lên của sảnh đây là 5 bậc. Và chúng ta sẽ có cái hiệu đây là gọi là cốt 00, và đây là cái cốt dương 0.1, tức là cả cái khu vực phòng thờ này chúng ta nâng cái cốt lên là 0.1, và cốt âm 0.5 tức là cả cái khu vực của cái phòng vệ sinh này chúng ta hạ xuống bằng cái bút này của Cường này. Đó, và cái khu vực này cũng vậy nhé các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có đây bên ngoài cùng này. Đó, thì chúng ta sẽ có các cái hàng kích thước. Hàng kích thước thứ nhất là hàng kích thước mà chúng ta liên quan đến những cái vấn đề như là chúng ta đi qua những cái khu vực của cái cửa này. Đó, hàng kích thước thứ hai thì chúng ta sẽ có là cái tim. Đó, hàng kích thước thứ ba, hàng kích thước tổng. Đó, các bạn biết không ạ? Rất dễ đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có những cái ghi chú chung ở đây. Trên bản vẽ nó có hết. Chi tiết cột KT15 thì chúng ta dở cái bản vẽ KT15 ra để chúng ta xem ở cái đầu cột góc này này. Đó, thì trên cái bản vẽ này này. Đây chính là cái cột góc nhé các bạn nhé. Rất dễ dàng chúng ta xem cái bản vẽ cột KT15. Chi tiết cột KT14 lúc nãy Cường đã chia sẻ cho các bạn rồi. Đó chính là cái cột sảnh. Bây giờ chúng ta dở cái bản vẽ KT15 ra xem nó có đúng không. Đó, để chúng ta dễ hình dung. KT15 này. Đây, đó chính là cái phần bản vẽ về phần cột nhá các bạn nhé. Bản vẽ phần cột mà có những cái sọc, đúng không ạ? Đấy là phần bản vẽ phần cột. Đó, đối với lại kiến trúc HCG thì các bản vẽ đều mô phỏng trên cái phương diện là 3D để cho các bạn là dễ hình dung. Đây là cái cột 1 này nhá các bạn nhé, rất dễ hình dung. Đó, và một bật ý cho các bạn là một điều là xem bản vẽ nó rất là dễ rồi. Chiều cao cột là 3,4 m này. Đấy, thân này, đế cột này, thân cột này, cổ cột này, và chiều rộng của bảng cột này, ví dụ như đây là 600 này. Đó, rộng bên dưới này là 700 này. Đó, dưới này là cột đổ bê tông bên ngoài chúng ta xây nên là cột nó sẽ rất là chắc chắn các bạn nhé. Đắp nổi này, 20 này, khoét lõm này, đúng không ạ? Hay là ốp đá mắc bồ này, vân vân. Tất cả cái này đều có trên bản vẽ mà, làm sao chúng ta có thể làm sai được nhé các bạn nhé. Tiếp theo thì đấy là về phần bản vẽ mặt bằng, và chúng ta sẽ có những cái ký hiệu thêm. Ví dụ như là vừa nãy Cường đã bảo rồi, ví dụ như cắt ngang qua đây thì người ta gọi là mặt cắt mặt bằng. Nhưng còn ví dụ như là 2 KT11, đó chính là cái kiệu này. Đó là một cái mặt cắt ngang qua cái khu vực của cái phòng đây, và nhìn sang đây, cắt ngang qua cái khu vực phòng mặt bằng của chúng ta, nghĩa là như này. Nó có hiệu là KT11, tức là sao? Tức là Cường đặt cái bút lên vào đây và cái bản cắt này nó cắt ngang qua đây, và chúng ta nhìn sang bên này, chúng ta bỏ cái phần đấy đi, bỏ cái phần đằng này đi. Đó, như các bạn dễ hình dung không ạ? Thì chúng ta sẽ dở cái bản vẽ KT11 ra để chúng ta xem. Các bạn nhớ là ở phần cuối cái bản vẽ của Cường là nó sẽ có cái ký hiệu là KT11 nhé các bạn nhé. Thì đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái phần bản vẽ mặt cắt nhé các bạn nhé. Và chúng ta sẽ biết được rằng là khi mà cắt ngang qua cái phần này thì chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là cái khu vực phòng thờ nó cao hơn cốt là 0.1, cốt nó cao hơn đây. Và trên cái phần bản vẽ mặt bằng này đó, đây, phần bản vẽ mặt bằng này nó cao hơn là 0.1, và chúng ta sẽ có khoảng cách từ tường này sang tường này là 1m1, từ đây sang đây là 3790. Chúng ta thử kiểm tra xem đó, nó có đúng với lại cái kích thước đó của chúng ta không, hay là đây 1910, hay là những cái phần kích thước chung ở đây và cái chiều cao của cái cột này. Ví dụ như lúc nãy cái cột kia chúng ta xem đó là cái cột số 1 này này, đó nó cao 34 chưa, thì từ đây đến đây nó là 34 nhé các bạn nhé. Thì đấy là cái phần mà chúng ta cần xem. Thì đây là một trong những cách mà chúng ta xem bản vẽ nó phải có sự liên kết với nhau nhé các bạn nhé. Thì đấy là phần mà chúng ta Cường đang nói về cái phần xem cái phần bản vẽ mặt bằng của công trình và mặt bằng nội thất của công trình, đó chính là chúng ta bố trí cái đồ nội thất vào, và sau từ đây thì chúng ta sẽ suy ra được bản vẽ điện hay là bản vẽ về trần thạch cao, tức là cái cốt mà chúng ta để cái phần trần cao bao nhiêu, cái trần thấp nhất chúng ta làm bao nhiêu, thì trên bản vẽ này chúng ta có hết các bạn nhé. Và cái phần bản vẽ về phần mái thì là đây là thể hiện cái độ dốc của mái y bằng 53% đó. Thế còn cái góc của mái hay chiều cao của mái thì chúng ta cần phải xem cái phần bản vẽ, các cái phần bản vẽ này. Đây là phần bản vẽ một cắt này, cái mái này đang cao là từ dưới sàn này lên đang là 3m4 này đó, còn cái mái này đang cao là 1m580 này đó. Tất cả cái này đều có ở trên bản vẽ, thì đấy người ta gọi là cách xem mà chúng ta cần phải kết hợp với nhau. Thì chúng ta sẽ nói ở đây, ví dụ như xem bản vẽ bằng này, đua ra từ mái là 600 từ mét tường này đó, diện tích mái này, diện tích mái sảnh này, diện tích là bao nhiêu viên này, viên ngói dự kiến này, vân vân đó, đua ra từ mái bằng. Tất cả này nó đều có trên bản vẽ hết rồi, nó rất dễ để chúng ta làm. Có hồ sơ nó giống như có cái thượng phương bảo kiếm, quý vị bạn ạ. Có hồ sơ bản vẽ nó giống như thượng phương bảo kiếm, và nó có cái bộ hồ sơ này nó giống như cái la bàn chỉ đường đó. Thì chúng ta làm gì đi đâu thì kể cả ra giữa Biển Đông thì các bạn không bao giờ sợ lạc khi mà nó có cái định hướng chung nhé các bạn nhé. Đấy là cái quan điểm của Cường cũng như cái bộ hồ sơ của bên HCG mang lại cho quý vị các bạn. Còn bây giờ thì Cường xin phép là sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn về cách chúng ta xem cái bản vẽ mặt đứng của công trình để chúng ta có thể là áp dụng được vào trong ngôi nhà nhà mình. Đó, các bạn nào đang xem đến phần này, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh. Và các bạn nào muốn tư vấn thiết kế thi công thì các bạn hãy gọi điện ngay cho Cường qua số điện thoại là 0988 799 32. Thì là Cường sẽ là người trực tiếp mà tư vấn thiết kế cho quý vị các bạn. Trên cái hồ sơ ấy, bao giờ Cường cũng có một cái số điện thoại trực tiếp của Cường ở cái địa chỉ này này. Để làm gì ạ? Để là khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta chỉ cần gọi điện cho Cường thôi. Alo Cường à, đấy có vấn đề này như kia. Đấy, để số điện thoại của Cường ở trên màn hình nhé các bạn nhé, ở trên các bộ sơ ấy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cách mà chúng ta xem cái bản vẽ về phần mặt đứng của công trình để chúng ta sẽ hình dung cái công trình của mình nó rõ hơn. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Cường ạ. Cường xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta nói về mặt đứng thì chúng ta cần phải nói về các cái hình chiếu của một cái công trình của chúng ta. Đó, thì khi nãy thì chúng ta đã xem qua cái phần bản vẽ về phần cột chi tiết của cái công trình của Cường. Đây đang thiết kế cho nhà anh Nguyễn Văn Hữu ở Bắc Giang. Đó thì đây ạ, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, Bắc Giang. Các bạn nào ở huyện Lục Nam các bạn hãy kết nối với Cường nhé các bạn nhé. Để làm gì ạ? Để là khi mà Cường có cơ hội được về nhà anh Hữu thì Cường cũng muốn là thiết kế thêm những cái công trình ở khu vực của nhà anh Hữu. Đó, và Cường cũng rất là muốn là được kết nối với các bạn để có được cái công trình ở trên khắp toàn quốc nhé các bạn nhé. Thì đấy là cái mong muốn của Cường. Và Cường cũng làm những video này để cho thợ của khu vực của nhà anh Hữu có thể là đọc, hiểu được. Và khi mà làm cái công trình thì bao giờ các bác thợ nâng cao năng lực, nâng cao cái trình độ. Và Cường sau này Cường có làm công trình ở đâu thì các bác thợ mà có đọc bản vẽ của bên mình thì các bạn dễ hình dung, dễ hiểu nhé các bạn nhé. Đây Cường sẽ mô tả về xem mặt đứng. Mặt đứng là gì? Đây, cái này người ta gọi là cái phần 3D. Đó, mặt đứng là hình chiếu đứng trực diện vào cái mặt của công trình. Đó, giống như chúng ta chụp một bức ảnh, chụp choẹt một cái và nó sẽ diễn ở trên cái dạng là 2D. Đó, chúng ta không thể nào diễn trên dạng 3D là nó treo chéo như này được. Và tất cả cái này là thông số về bề mặt kỹ thuật dựa trên mặt phẳng 2D. Đó, đấy là cái khái niệm chung về cái mặt đứng để chúng ta biết được. Làm bất cứ một vấn đề gì thì chúng ta cần phải biết về cái khái niệm về của một cái công trình, đó, khái niệm về một cái vấn đề gì đấy, và chúng ta phải dựa vào cái khái niệm đấy thì chúng ta làm. Ví dụ như đây hình chiếu đứng của cái phần mặt đứng này thì chúng ta sẽ có ở đây đó chính là cái phần kích thước. Ví dụ như đây khe này là 160, cái ô này, cái này, cái lan này là bằng 40, hay là chúng ta sẽ có là cái bảng này là bảng từ đây sang đây nó là 180. Đó, tất cả cái này người ta gọi là hình chiếu của một cái mặt đứng. Thế vậy thì cái mặt đứng của cái công trình là gì? Mặt đứng của cái công trình là dựa trên cái phối cảnh 3D trực diện của công trình. Chúng ta đặt một tờ giấy vào đây và chúng ta sẽ chiếu lên, áp nó thành một cái hình để kết nối vào. Thì trên cái mặt đứng này nó có bất cứ một cái phần kết cấu, kỹ thuật hay là hình thức sao thì nó nằm ở trên đấy. Đó, các bạn hình dung ạ. Thì chúng ta sẽ có ở đây là cột này, chiều cao của sảnh này, chiều cao của cửa này, kích thước của cái gì đây ạ, cái điểm nhấn đây. Và chúng ta có ở đây là những cái phào này, chiều cao của bậc này, chiều cao của mái chính này, chiều cao của những phần này này. Thì đấy người ta gọi là mặt đứng. Mặt đứng phối cảnh là gì ạ? Mặt đứng phối cảnh là toàn bộ cái phối cảnh được render ra trên cái diện mặt đứng để cho các bạn là dễ là chúng ta sơn. Đây người ta gọi là mặt đứng về phối cảnh nhé các bạn nhé, để chúng ta sơn cái công trình. Đó, thì cái cửa của chúng ta thể hiện sao và cái màu sắc chúng ta thể hiện sao thì trên cái mặt đứng phối cảnh nó sẽ thể hiện điều đấy. Thế còn mặt đứng kỹ thuật là một diện dạng phẳng nhé các bạn nhé. Các bạn sẽ hình dung ra một điều ở đây đó chính là rất nhiều các cái chi tiết cột. Ví dụ như chi tiết cột xem các T15 này, chi tiết này rộng là 80 này, cái phào này này là rộng 80 này, hay chi tiết cột tường, ốp tường cao 450 rộng 400, lõm vào 50, tức là cái đoạn này này các bạn, các bác khi mà làm thì các bác để cái viên gạch nó quay ngang ra một tí thôi là các bác đỡ được cái công làm lõm này rồi, mà cái công trình của chúng ta đã đẹp. Chúng ta công trình nó đẹp nó phải có cái độ nhấn, độ lồi, độ lõm, nó có kín, nó có mở và nó có gì nữa, nó có đặc, nó có rỗng thì cái công trình của chúng ta mới đẹp được. Các bạn cứ làm theo đúng bản vẽ của bên mình là công trình đẹp hết nhé các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có được các cái kích thước. Ví dụ như chúng ta xem bản vẽ thì chúng ta phải liên kết với nhau. Ví dụ như đây cửa là 190, cửa này là 2780, chiều cao này là 34 này. Đó, chiều cao của các phần le ra 600. Đó, tất cả cái này đều có trên bản vẽ mà. Đó, bảo không có đâu ạ. Rất rõ ràng, rất chi tiết. Ví dụ như kiểm tra lại trên mặt bằng xem nó đúng không. Thì các bạn hiểu là cái này này lúc đấy nó cắt ngang qua đây nó là 9190 này, 2780 này. Đó, và các cái phần này cắt ngang qua đây thì chúng ta sẽ dở lại cái phần bản vẽ mặt bằng để chúng ta kiểm tra xem nó có đúng như thế không. Đây là trên phần bản vẽ mặt bằng nhé. Thì chúng ta sẽ có thể thấy được rằng là cái cửa này đang là 1m9, 2780, 1m9. Đó, chuẩn chưa? Rất chuẩn. Thì đấy chúng ta gọi là xem về mặt đứng. Nhưng mặt đứng ấy, nó sẽ thể hiện được cả cái chiều cao, cái cốt cao độ. Ví dụ như chúng ta làm từ cái cốt 00 này này lên đến cái phào này này, ở đây nó có một cái phào. Đó, đây này, chỗ này này chúng ta có một cái phào. Thì cái phào này này nó nằm ở trên cái phối cảnh. Đây này, nó chính là cái phào này này. Đó, các bạn thấy không ạ? Đó, và chúng ta sẽ có ở đây đó là cái phào 80. Chúng ta có thêm ở đây là từ đây đến đây là 2050. Đó, chiều cao của cái cửa này. Đấy ạ, đúng không ạ? Chúng ta kết hợp với bản vẽ cửa nữa nhé các bạn nhé. Thì đấy là cách mà chúng ta xem một cái bản vẽ mặt đứng, rất là nhiều những cái ghi chú bên dưới. Thì anh Hữu và gia đình đã sở hữu cái bộ hồ sơ này rồi. Mình đã gửi về cho anh Hữu 2 bộ hồ sơ như thế này, nên là khi mà chúng ta xem một cái vấn đề thì nó rất là dễ dàng. Đó, ví dụ như mặt đứng trục AD, mặt đứng trục AD là mặt đứng bên hông. Thì đó chính là khi mà chúng ta nhìn từ một cái phần bản vẽ về. Tại sao Cường lại phải làm những video như thế này? Thực ra ấy, thì không có một đơn vị nào làm, trừ đơn vị là Kiến Trúc HCG làm ra thì không có đơn vị nào làm cả. Bởi vì làm những cái này nó mất rất nhiều thời gian, một video nó rơi ở 40-50 phút các bạn, mất rất nhiều thời gian. Và để chia sẻ như này để Cường chỉ muốn là mở cái kiến thức ra để cho các bạn là cứ nắm bắt được các bạn làm thôi. Đó, Cường thì cũng không sợ là các bác là ăn cắp kiến thức cái là gì cả đâu. Các bác cứ học đi, các bác học để nâng cao trình độ, nâng cao năng lực. Sau đó thì các bác làm đẹp, làm tốt. Nhiều người thuê các bác, thế là Cường vui rồi nhé các bác nhé. Vậy nên là các bác nào mà đang xem được video của Cường thì các bác hãy nhấn nút chia sẻ lên trên Facebook, Zalo, YouTube hay vân vân. Các bác chia sẻ lại, các bác lưu lại, các bác xem đi xem lại là các bác giỏi ngay nhé các bác nhé. Mặt đứng trục AD nghĩa là gì ạ? Nghĩa là Mặt đứng nhìn từ đằng sau này, từ đây đây là gọi là A, D nhìn từ đằng sau. Đó, chúng ta quên mất lúc nãy Cường không nói về những cái lưới trục này, đây là những cái trục nhá các bác nhá. Thì đấy thì chúng ta sẽ dở cái mặt đứng trục. Đây là trục AD, trục nhìn từ sau. Thì các bác nhìn thấy không ạ? Thấy đây là một cái vệ sinh, đây có một cái vệ sinh. Đây mặt đằng sau này này, chỗ này nó có một cái vệ sinh. Đó, và đây nó có một cái vệ sinh. Thì đấy là cái cách mà chúng ta xem những cái bản vẽ liên quan đến cái phần mặt đứng của công trình. Rất rõ ràng, rất chi tiết, rất chuẩn, rất đẹp và không thể nào mà các bác thợ có thể làm sai được đâu. Bản vẽ có rồi, chúng ta cứ thế mà áp bản vẽ mà làm thôi, đúng không ạ? Và ngoài ra thì chúng ta cần phải trao đổi đó với thợ để các bác thợ nên xem bản vẽ kỹ vào, sau đó mới nhận thầu nhé các bác nhá, tránh trường hợp là chúng ta nhận nó bị hớ. Đó, khó quá thì nó sẽ khó nhiều chi tiết. Có bản vẽ đương nhiên là làm rất là nhanh rồi, thế nhưng mà nó nhiều chi tiết đấy, và các bác sẽ phải cân đối về cái giá và phải làm. Đấy, thì đấy là cái mà Cường muốn chia sẻ với các bác, chứ không phải là các bác nhìn cái bộ hồ sơ xong các bác cứ bảo là bên tôi đang làm 1.200.000, 1.100.000 các bác có thể và các bác nhận đâu. Làm như thế thì các bác có thể là các bác sẽ bị lỗ nha các bác nhá. Các bác phải xem kỹ bản vẽ trước khi mà ký hợp đồng. Ok. Tiếp theo thì Cường xin phép là sẽ chia sẻ cho các bác về cái cách mà chúng ta xem cái mặt cắt của công trình. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái vấn đề là chúng ta làm nào để đọc các bản vẽ nó đúng hơn. Ở đây cũng là phút thứ 35 rồi. Ok. Các bạn nào mà chưa đăng ký kênh, các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào chuông ở bên phải màn hình để mỗi khi mà Cường xuất bản video thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất ạ. Cường xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bạn nào mà có nhu cầu tư vấn thiết kế kiến trúc nội ngoại thất và phong thủy cảnh quan sân vườn, các bạn là hãy liên hệ ngay với Cường qua số điện thoại là 0988 799 32. Cường sẽ là người trực tiếp tư vấn thiết kế cho quý các bạn. Quên mất lúc nãy là Cường đã dành ra 30 giây để quảng cáo. Ngoài làm việc ra thì vẫn được quảng cáo chứ ạ, không lấy gì mà ăn. Cường đang ngồi nói chuyện một mình với cái điện thoại đấy các bạn ạ. Nói vui vậy thôi, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào cái công việc của chúng ta. Nói về mặt cắt thì chúng ta cần phải nói về cái vấn đề như lúc nãy Cường đã nói rồi, đó là một cái bút đẹp đây và chúng ta cắt đôi cái công trình của chúng ta ra nhìn về một hướng. Cái phần đề này chúng ta được thể hiện rất rõ ở cái bản vẽ mặt bằng. Chúng ta sẽ có hai mặt cắt cơ bản, mặt cắt KT01, cắt KT02 và mặt cắt KT01. Cường sẽ nói đến đây, đó là vừa rồi Cường đã nói về mặt KT02 rồi. Bây giờ Cường sẽ nói về mặt cắt KT01. KT01 là cái đường chạy từ đây sang đây, chạy qua đây, chạy ra đây và chạy qua cái phần cửa này. Đây có số 1 và ra đây, đó cái đường zigzag đó. Thì ở dưới này chúng ta có cái KT10, chúng ta dở cái bản vẽ KT10 ra. Các bạn có thể thấy được rằng là khi mà cắt qua đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần gì ạ? Phần chiều cao của cái cửa này, bậu cửa, chiều cao của cái cửa sổ, và chúng ta có cái đầu le ra mái. Chúng ta có cái khoảng thông ở trong cái công trình của chúng ta. Chúng ta có cái khoảng cửa sổ đó, và chúng ta sẽ có cái khoảng ở trong phòng thờ cốt cao hơn 1 phân. Chúng ta có cái khoảng ở cái khu vực bồn rửa tay, và đây là chính là cái khoảng mà cắt ngang qua cái khu vực cửa của chúng ta. Đấy là cái phần bản vẽ về phần mặt cắt. Các bạn dễ hình dung ạ. Và chúng ta biết được cái chiều cao của cái phần mái của chúng ta là bao nhiêu. Đó, rất dễ dàng cho các bác. Và chúng ta phải lập mái chườm ra bên ngoài nửa viên hoặc 60 phân các bạn nhé. Đó, và chúng ta sẽ có những cái phần lát nền, những cái ghi chú ở đây. Đó, đấy là về cái phần bản vẽ mặt cắt. Đó, Cường vừa chia sẻ cho các bạn rồi. Bây giờ thì Cường xin phép là sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề là đọc bản vẽ làm sao cho đúng và những cái lưu ý trong quá trình mà chúng ta xây phần hô của công trình. Để đọc được một bộ hồ sơ sao cho nó đúng thì như lúc nãy Cường đã training, đã chia sẻ rất nhiều, hơn 38 phút rồi. Rất dễ đúng không ạ? Ai mà sở hữu bộ hồ sơ này giống như chúng ta sở hữu một cái la bàn giữa biển Đông. Và chúng ta muốn vào bờ thì một là chúng ta phải đi lên hướng Bắc, hai là chúng ta phải đi vào hướng Tây. Đó. Nếu chúng ta lênh đênh giữa Biển Đông, giữa Đại Tây Dương thì chúng ta cần phải đi về hướng Tây thì chúng ta mới có thể vào được Vịnh. Đó. Hoặc chúng ta phải đi lên phía Bắc thì chúng ta mới đào được vào đảo Hải Nam. Ok, đó là chúng ta phải hiểu về cái định hướng của bản vẽ, định hướng của công trình đã, định hướng của cái hồ sơ đã. Và chúng ta cần phải biết được hết đã. Sau đó thì chúng ta sẽ đọc, hiểu. Lúc rồi Cường đã chia sẻ nó rất là không, mọi người sẽ nghĩ là nó lan man. Thực ra nó không hề lan man đâu các bạn ạ. Nó có một cái mục đích chung, đó là cho các bạn hiểu về cái sơ bộ nó đã. Sau đó đọc, nó là cái sự kết hợp mà, không có gì là khó cả. Thì trước khi mà chúng ta xem cái phần bản vẽ này thì chúng ta cần phải hiểu về phần 3D trước. Giống như là nói thẳng ra là khi mà chúng ta ấn tượng với ai đó thì chúng ta phải ấn tượng về cái cách ăn mặc của người ta này, cách nói năng của người ta này, hay là cái phong thái của người ta này, cái cử chỉ của người ta này, cái phát ngôn của người ta này, hay là những cái hành động của người ta. Đấy là cái hình thức bên ngoài chúng ta nhận định được. Thế còn nhận định sâu hơn, nhận định về bên trong thì chúng ta lại phải làm gì ạ? Lại phải xem, đúng không? Phải theo dõi, phải đánh giá nó sâu. Đó, đấy là cái cách mà chúng ta nhìn nhận một cái vấn đề nào đó. Không thể nào chúng ta nhìn nhận nó bâng cua được. Đó. Và chúng ta phải hiểu. Với ví dụ như mỗi một gia đình nó một không gian, không thể nào mà lại chê là tại sao chúng ta lại bố trí phòng thờ ở đây mà không bố trí phòng thờ ở đây. Đấy. Có người thì sẽ bảo ok phòng thờ ở đây hợp quá, đúng cái này là được rồi, ok chuẩn rồi. Thế nhưng mà có người sẽ bảo là theo tôi thì nó phải ở chỗ này, nó phải ở chỗ kia. Đấy, cái đấy là cái về cái nhận định. Đấy là chúng ta cần phải xem xét ở trên cái môi trường chung, và chúng ta cần phải xem xét ở cái môi trường của gia chủ, hay là cái con người của gia chủ, vân vân. Chúng ta không thể nào đánh giá dựa trên cái khách quan, cái ý tưởng chung của chúng ta được các bạn nhé. Đó, và tiếp theo chúng ta đã hiểu về cái này rồi thì chúng ta cần phải có được cái phần bản vẽ, phần kiến trúc này để đọc hiểu đúng ý, thì là các bác biết không ạ, rất dễ dàng. Trên một bộ hồ sơ nó như vậy, khi thi công phần nào, trước khi thi công thì chúng ta cần phải xem bản vẽ phần móng. Ok, đây là phần bản vẽ phần móng. Cái phần mặt định vị cột ấy, KT14 ấy. Đó, không, định vị cột là KT06, đây là cái mặt bằng đây. KC06, đây cái bản vẽ KC06 đây. Đấy để làm gì ạ? Để chúng ta định vị các cái tim cột này của chúng ta này. Sau đó thì chúng ta làm xong cái phần móng. Xong phần móng rồi, ok. Đó, phần móng Cường có thể là Cường chia sẻ sau cho các bạn đấy các bạn nhé. Thì sau khi mà chúng ta đọc xong cái phần móng rồi thì chúng ta sẽ lại phải làm đến cái phần thân. Thì tại sao Cường lại chia sẻ cái phần thân trước mà Cường lại không chia sẻ phần móng trước? Để làm gì ạ? Để cái phần thân ấy chúng ta hiểu được nó rồi thì khi mà chúng ta làm phần móng nó dễ lắm, đúng không ạ? Đấy, thì đa phần các bác thợ đi làm suốt thì lại không làm được cái phần móng, đúng không ạ? Đấy, cái điều đấy là điều đương nhiên rồi. Và chúng ta làm cái phần thân này nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta đọc bất cứ một cái bộ hồ sơ nào trong này nó có cái sự kết hợp với nhau nhé các bạn nhé. Ví dụ như chúng ta nói về cái phần bản vẽ chi tiết KT01, chúng ta xem, chúng ta cần phải kết hợp với lại cái mặt đứng để chúng ta xem, để kiểm tra. Từ cái mặt đứng chúng ta phải kết hợp với mặt cắt để chúng ta kiểm tra, và từ mặt cắt này chúng ta lại cần phải kết hợp với cái chi tiết cột sảnh để chúng ta kiểm tra. Ví dụ như cột sảnh đấy nó là 34 thì chúng ta cần phải biết được rằng xem mặt cắt nó đúng 34 không. Ok, sau đó thì chúng ta cần phải kiểm tra thêm ở đây, đó chính là ví dụ như lúc đấy là cửa là 1m9, chúng ta cũng phải kiểm tra trên cái bản vẽ danh sách cửa này nó có đúng không và cái kích thước nó như nào. Tất cả cái này nó có trên bản vẽ hết, thì đấy là cái cách xem bản vẽ làm sao cho nó đúng. Đó, ok các bạn thấy dễ hiểu không ạ? Và chúng ta cần phải có kiểm tra đi và chúng ta phải kiểm tra lại làm sao cho nó chuẩn, nó tốt nhất. Cường ví dụ như chúng ta xem một cái bản vẽ như này. Ok, đây bắt đầu ứng dụng này, dở cái phần bản vẽ này ra. Đó, ok, khi dở ra thì chúng ta sẽ thấy được rằng là đây là bản vẽ mặt bằng. Trên mặt bằng là có ký hiệu gì, xem ký hiệu đấy. Đó, ví dụ như đây là 2m7, đây là bao nhiêu đây? Không, Cường sẽ nó chưa nói về phun vùng đoạn này, thì Cường nói đoạn này đi. Ví dụ như là trục 14, cái cửa này là 600. Đó, cửa cắt qua đoạn này, cửa này là 600. Ok, nói cái đoạn này đi, 600. Thì ở đây nó có một cái nhà vệ sinh. Chúng ta xem mặt đứng xem nó đúng không? 14. Đó, chúng ta sẽ dở, chúng ta xem. Đấy là cái cách mà chúng ta xem. Đó, ok, chúng ta sẽ nói đến trục 14 đi. Đây là cái trục 14. Ok, các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta, đây là trục 14. Đây là trục 14, đây trục 41 chứ. Chúng ta phải chữ đây. Đây, chúng ta sẽ có cái bản vẽ này. Đây trục 14 đấy. Chúng ta sẽ có cái cửa này, nó là 600, có một cái cửa ở đây nó là chiều cao từ dưới này lên đây nó là 500, 400. Đó. Và cái sảnh này là, cột sảnh này là 3m4. Chúng ta phải kiểm tra thêm cái cột sảnh. Đúng không ạ? Đấy là cách mà chúng ta xem bản vẽ nó sao cho nó đúng nhé các bạn nhé. Và chúng ta phải kết hợp với nhau để chúng ta làm cái công trình. Thế còn bản vẽ của bên mình thì nó bao giờ nó cũng rất rõ ràng, chi tiết rồi. Không phải nói, không phải bàn cãi về đây. Bản vẽ của bên mình là thường là bản vẽ tiêu chuẩn này. Bên mình thì còn quan tâm rất nhiều đến cái phong thủy. Ví dụ như nói về bản vẽ cửa này thì bên mình ngoài kích thước phủ bì này ra này thì bên mình có kích thước thông thủy là 6 650 nhân bao nhiêu này, cái kích thước này các bạn không nên thay đổi nhé, vì là mình đã tra rồi, tra kỹ lắm rồi, tra 3 thước nó đỏ lòm ra rồi đấy, chứ không phải nó đen xì đâu, nó đỏ. Hay đây bên này nó có phủ bì, đây là thông thủy đấy. Nhiều bạn hỏi tại sao lại cứ tra kích thước này nó ra kích thước đen xì đó. Đen là sao? Đen là cộng cả cái khuôn này vào này thì đương nhiên nó phải đen rồi. Còn phong thủy là gì? Là cái lọt sáng như này đó, thì bên này nó là cái thông thủy này 820 x 335 đấy, các bạn cứ check xem nó đúng đến từng chi tiết luôn đó. Thì đấy là cái bản vẽ của bên Kiến Trúc HCG nhé các bạn nhé. Đó thì là Cường đã chia sẻ cho chúng ta các bạn về cái cách mà xem bản vẽ làm sao cho nó đúng rồi. Chúng ta cần phải liên kết các bản vẽ nhau và xem với nhau. Và bây giờ thì Cường xin phép là tiếp tục chia sẻ với những lưu ý trong quá trình mà chúng ta xây nhà và xây những phần thô để cho các bác biết, để chúng ta áp dụng được vào trong công trình của mình nó tốt hơn. Và bạn nào đang xem phút này rồi thì các bạn hãy giúp mình là nhấn vào nút đăng ký ở dưới góc phải màn hình, nhấn vào chuông để mỗi khi mà Cường xuất bản video thì quý vị các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất. Cường nói 45 phút rồi, bắt đầu là tối rồi. Hôm nay cũng là Cường đi công tác từ bên Thái Nguyên về cũng khá là mệt. Bây giờ Cường sẽ làm nốt cái này xong Cường nghỉ. Ok các bạn. Để mà làm được một cái công trình nó tốt ấy, thì các bác nên thực thi theo đúng các cái bước ở trên bản vẽ mà Cường đã vừa chia sẻ. Đầu tiên thì chúng ta phải xem cái phần vẽ phần móng. Sau khi mà làm xong sắt thép thì chúng ta sẽ chuyển sang là sẽ làm xong phần móng lên cái cốt rằng chống thấm rồi thì chúng ta phải kiểm tra lại toàn bộ xem cái nhà của mình nó có vuông vức không, nó có bị méo ở đâu không để chúng ta còn chỉnh sửa được. Nhưng mà trước khi đấy chúng ta phải đo đạc để chúng ta kiểm tra rồi, và lên cái cốt 00 chúng ta cũng phải kiểm tra lại. Và khi làm thì chúng ta cần phải xử lý về vật tư vật liệu làm sao cho nó đúng với lại cái công trình của chúng ta, về phần sắt thép hay là đánh mốc lát vân vân. Đấy, chúng ta cũng cần phải kiểm tra để làm, hay là mốc lát rồi chúng ta phải có thêm là mốc chát nữa để chúng ta chát cái công trình cho nó chuẩn, đúng không ạ? Chúng ta phải sử dụng là bằng mốc lát, mốc chát thì chúng ta phải dùng bằng ốp đá mà chúng ta làm đấy để cho nó chuẩn. Và còn nữa rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan đến phần kỹ thuật thì các bác nên xem bản vẽ và kiểm tra lại, có sự thống nhất của kiến trúc sư cũng như là có cái sự thống nhất của nhà thầu và cũng như là những cái sự thống nhất của gia chủ để chúng ta làm. Thì khi mà làm thì chúng ta sẽ không bị phát sinh thêm ở những cái phần trong cái công trình của chúng ta đó. Và các bác nên xem kỹ cái bộ hồ sơ của bên mình xem là nó như thế nào, sau đó thì các bác mới nhận thầu, tránh trường hợp mà chúng ta làm nhận xong chúng ta bị không đạt được cái hiệu quả về kinh tế, thì đấy là Cường không mong muốn về điều đấy như các bác nhé. Và còn rất là nhiều những lưu ý khác thì Cường có thể là trên link và chia sẻ ở những cái tin nhắn cho các bác khi mà kết nối Zalo với Cường hoặc gọi điện cho Cường về bố trí sắt thép vân vân. Bây giờ thì Cường cũng xin phép là muộn rồi, thì Cường xin phép kết thúc cái video tại đây. Cường xin chúc quý vị các bạn là có một buổi tối ngủ ngon và sáng hôm sau thì nó luôn luôn tỉnh táo, tràn đầy năng lượng và luôn đạt được cái mục tiêu của mình trong cuộc sống đó. Và các bạn nào mà có nhu cầu thiết kế nhà thì các bạn hãy liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0988 799 322. Cường sẽ là người trực tiếp mà tư vấn thiết kế cho quý vị các bạn. Cường xin chúc anh Hữu cũng như toàn thể gia đình nhà mình tới đây là có cái công trình nó tốt nhất, chất lượng nhất và đẹp nhất. Khi mà xây nhà thì toàn bộ đội thợ là luôn luôn an toàn trong lao động đấy. Và khi mà công trình mà được hoàn thiện rồi thì là gia đình nhà mình khi mà vào nhà mới thì càng ngày càng làm ăn phát đạt. Cường rất là mong muốn có được cơ hội về nhà anh Nguyễn Văn Hữu cũng như toàn thể gia đình của mình được ngồi với anh cũng như là để chiêm ngưỡng cái sản phẩm của bên mình là tạo ra đấy. Và bên mình cũng rất là hy vọng là từ đây mình sẽ được về và thăm các công trình, làm những công trình ở khu vực Lục Nam, Bắc Giang nhé quý vị các bạn nhé. Tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.